và anh minh mộng bằng cốt thì đứa em có thêm mặt cười trong. Ý là bạn đó có để cái ký hiệu mặt cười trên cái tên của bạn đó cô. Xin chào cô. Chào anh Quân. Mình ghi bài cho cô. Rồi rồi cô chiếu đề nè. Thấy đề chưa? Dạ con thấy rồi ạ. Rồi mấy bạn mở cam Cô đi mấy bạn. Mở chỉ cam có làm cái bài hai nha. Cô chỉ có hai môn truy bài thôi á cô. Không, cô đang truy bài môn toán nè. À, môn văn nữa nè. À, đúng rồi. Là hai môn. Mấy bạn mở cam lên làm bài nha. Để đi xấu. Minh Lập ơi. Con bật cam lên con làm cái bài nào. Bật cam lên đi con. Rồi Minh Lộc làm chi bài nè, sao giờ này còn ăn con? Cô nói nghe con là cái bài ba là con quan trọng bằng mức đỏ rồi cô. Rồi được. Ủa cô sao đây có hai cái bài ba vậy cô? À, rồi cô đánh nhầm đó con, thôi lỡ rồi kệ đi. Nha. Yeah.
Ô cô thầy Thắng là ai vậy cô? Thầy Thắng là thầy Thắng đó con. À. Thầy vào những giờ đó. Mai mốt mình đi học mình sẽ thấy thầy Thắng nha. Hai bài số 3 là do cô đánh bị nhầm đó nha mấy bạn. Cô đánh bị nhầm sang bài số 4 mà cô nhầm đó, cô nhớ lộn là cô đã đánh rồi đó. Giờ tấm cộng với chín Cô, bài đúng không cô? cô, Đúng rồi. cô viết sai chính tả, cô viết sai chính tả Chính tả ở đâu con? cô viết sai chính tả rồi. Chỗ nào con? Bài á cô bài bài 4 bài cô sửa lại bài 3 cô viết sai rồi. Đó đâu phải là sai chính tả mà cô ghi là hai bài ba mà, đúng không? Cô con thấy Tại là sao cô không nói kỹ cho cô phải nhìn nhìn kỹ nha cô. rồi cô xin lỗi nha, bữa sau cô đánh báo bài truy bài là cô phải nhìn kỹ lại. Dạ, cô nhớ đây. cô cô còn thấy là dư thêm một chữ quả nữa đó cô, nhưng mà À. chỗ bằng thứ ba Rồi rồi đúng rồi. ơi cô, vậy là cô ghi hai bài ba, vậy là con làm bài ba thứ nhất, con muốn xem bài ba thứ hai thì con ghi bằng rõ được không cô? được, Dạ phân biệt á. cứ để hai bài ba vậy luôn nha, tại vì hai cái đó hai cái đề khác nhau mà. Cô ơi, vậy là một bài là con ghi bút xanh một bạn ghi bút đỏ để phân biệt hai bài nha cô. Rồi ok. Con là ghi cái trên là bài 3 còn cái ở dưới là bài 4 rồi. Không sao đâu, lỡ ghi lần sau theo con ghi 1, 2, 3, 4 tới số 9 cũng được, cô chấm bài cô hiểu nha. Dạ. Cô hình như ai quên tắt mic của cô. Sao Học Minh? Có ai quên tắt mic của cô? Học Minh ơi, mỗi lần con nói nó nhỏ lắm Học Minh, con không có nghe được luôn á. Có ai quên tắt mic của cô? Bên chỗ cô á. Bạn Minh Lộc tắt mic đi bạn Minh Lộc. Giờ đổi Ờ, Thanh Vân hôm nay vào trễ nha. Dũng ơi, mở cam làm truy bài con. Ai giải thích cái bài số 7, Ủa cô đang làm thi bài Trí Dũng ơi, bữa nào con vào con cũng hỏi câu thi bài hết trơn á, con không có làm hả? không? Có làm mà cũng làm bài 6 rồi, làm bài 7 cũng làm Đây bài là bài tập cô kiểm tra, không phải tự làm, sau đó cô sửa bài, cô chấm bài sửa bài chứ.
bệnh thanh dân nó là tại đường truyền mạng đó cô. Ủa cô, vậy cái bài 7 này là mình viết tập hợp rồi mình viết liệt kê ra luôn hả cô? Đúng rồi, viết tập hợp mà bằng cách liệt kê các phần tử á con. Dạ, dạ con cảm ơn. Cái này là cách 1, có hiểu không? Cái này là cách 1, đề là cách 1, còn mình viết viết liệt kê phần tử ra là cách 2 á. Cô nói là cái cách này là cách 2 mà cô, còn cái cách liệt kê là cách 1. Rồi, được rồi. Dạ. Nó khó quá à. Khó nhất là bằng đạt. Gia Bảo ơi, Trường Khánh mở cam lên con, Bảo Ngọc mở cam lên nè. Cô hỏi bài miệng nha. Chị Dũng ơi, cô hỏi bài miệng nè, cô làm bài số 3 này cho cô con, số 3 đầu tiên. Dạ cô. Kết quả như vậy. Như vậy dạ. Là mình viết chia 7 mũ. 7 mũ 25 trừ 12 là kết quả bằng bao nhiêu con? Kết quả bằng 7 mũ 13. Rồi đúng rồi. Rồi cái bài số 3 thứ 2 nè, con chọn câu nào? Con chọn câu A. Rồi đúng rồi. Rồi câu đau bụng quá, câu cho con ngửi xanh cho con. Rồi đi lẹ nha con. Bài số 2, Trí Dũng ơi. Dạ, bài số 2 là bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, B bằng 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 không? Dạ, rồi, cảm ơn. Bài số 5 con. 2x bằng 8 bằng 2 nhân 2 nhân 2 bằng 2 mũ 3. Rồi sao nữa? Rồi. Cái đề là kêu tìm x mà con chưa ra kết quả x bằng bao nhiêu. Cô tắt cam lập bài nha cô. Rồi con. Chị Dũng ơi. Dạ, x bằng 5. X bằng nhiêu con? Dạ, x bằng con là 2 mũ x là bằng 8, là bằng 2 mũ 3 đúng không? Lấy 8 chia 2 ra được nhiều số lắm. Ai chỉ và ai nói vậy? Cô đang hỏi bài bằng Dũng mà. Dạ. 8 là bằng 2 mũ. Rồi lát nữa cô sửa bài cái này nha Chí Dũng nha. Câu này con chưa có làm được nha. Coi bài số 4 không? Chí Dũng. Dạ, lấy 310 trừ cho 130. X bằng bao nhiêu? X bằng bao nhiêu Dũng? Bạn không có máy tính đó luôn hả? X bằng nhiêu à? À, x bằng
Rồi. Không có. Con đọc phép tính đi, con tính thử nào. Con làm bài 4 phát hỏi là kết quả nha. 10 cô. Bao nhiêu? 180 cô. Rồi. Rồi cô cảm ơn Trí Dũng. Dạ. Cô ơi, cho con tắt cam đi đọc bài nha cô. Rồi con. Tấn Trọng ơi. Tấn Trọng ơi, bật mic. Dạ. Trọng ơi. Rồi. Dạ. Cô số 6 con. Bài số 6. Dạ thưa cô ta, lấy 6 mũ 3 cộng 1 bằng 6 mũ 4. 6 mũ 3 cộng 1 hả? Rồi, bằng 6 mũ 4 đúng rồi. Bài số nào? Bài số 1 con. Dạ thưa cô, A bằng mở ngoặc 0 chấm phẩy 1 chấm phẩy 2 chấm phẩy 3 chấm phẩy 4 đúng ngoặc. Rồi. Bài số 3 đầu tiên con. Dạ thưa cô là dạ thưa cô là câu A 3 thuộc A. Cái câu 3 đầu á, câu 3 đầu tiên đó con. Lũy thừa 7 mũ 25 dạ, chia 12. 7 mũ 25 trừ 12 bằng 7 mũ 13. Rồi. Kết quả của bài số 4 bằng bao nhiêu con? Dạ thưa cô, quả bài số 4 bằng 180 x bằng 180. Rồi cô cảm ơn Tấn Trọng. Con bị bệnh hay sao ạ? Cô tắt căn ngồi bài đi cô. Rồi con. Bạn Bảo Ngọc đi, nhanh như bà bằng Bảo Ngọc. Quang Anh ơi, bật mic Quang Anh ơi. Dạ. Làm cô câu số 7A con. Dạ. Bài 7 câu 1 nè. Bài câu 1 á. Đúng rồi. Biết là không Quang Anh? No. Rồi bài số 2. Bài số 2 viết tập hợp B nè. Là B bằng đúng không ạ? 1 phẩy 1 chấm phẩy 2 chấm phẩy 3 chấm phẩy 4 chấm phẩy 5 chấm phẩy 6 chấm phẩy 7 chấm phẩy 7. Hết rồi hả? Nó mặt chưa? Là sao? Rồi của con với tập hợp B là B bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đúng không? Đúng không Quang Anh? Dạ. Rồi câu này cô sửa bài luôn nha. Cái bài số 2 viết tập hợp B mà khác không, không vượt quá 8, không vượt quá 8 vậy số 8 có lấy không con? Không vượt quá 8. Vậy là số 8 lấy nha. Dạ. Ừ. Khác không thì mình không viết số 0 ha, mình bắt đầu từ số 1.
là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nha. Có 8 nữa nha Quang Anh. Không vượt qua 8 thì số 8 mình vẫn lấy được nha Quang Anh. Rồi, tập hợp B khác 0. Vậy là tập hợp B là... Tôi biết tập hợp B khác 0 là khác 0 là thuộc N sao hay là N con? Thuộc N sao? Rồi, đúng rồi. Bài số 4 con ra kết quả bao nhiêu vậy? Quang Anh ơi. Cô ơi, cho em đi cắt 50 bài nha cô. Rồi con. Quang Anh ơi, bài số 4 kết quả nhiêu Quang Anh? Cô là 180. Cô làm sao? Dạ. Yeah. Làm sao? Làm sao nữa ra? X bằng 310 trừ cho 130. Rồi, đúng rồi ha. Rồi bài số 5 này kết quả bao nhiêu? X bằng bao nhiêu? Bài số 5 con. Cô ơi cho con cất vở truy bài cho cô. Cất vở truy bài. Để đó cũng được con. Con chụp hình hợp chưa? Bài. Rồi bài số 5 là Quang Anh ơi. X bằng bao nhiêu? Để đọc ra cô. Quang Anh ơi bài số 5. Đâu mất tiêu rồi. Bài số 5 của anh làm không được hả Quang Anh? Đâu làm rồi nhưng mà... Con có đọc kết quả đi, con nghe thử coi đúng không nào. Rồi cô sửa bài số 5 luôn nha bạn Dũng ơi. Con để ý bài số 5 này Dũng. Rồi cô sửa bài số 5 nha. Cái bài số 5 tìm x. Thì ở đây là 2 mũ x bằng 8 ha, là bằng 2 mũ x, tức là 2 mũ x bằng 2 mũ 8 viết thành là 2 mũ 3 ha. Vậy x bằng 3 được không anh? Dũng ơi, Trí Dũng ơi, dạ cô, con nghe em bài số 5 chưa? Rồi bằng tám. Rồi cô nói lại bài số 5 nè, 2 mũ x bằng 8 thì ở đây 8 tức là bằng 2 mũ 3 ha, thì là x bằng 3 nha đứa. Nga Mỹ, rồi. Thái Bình, Vũ Phong, Trường Khánh. Rồi bạn nào làm bài xong rồi chưa kịp nộp thì lát nữa nộp sau cho cô ha. Bây giờ hết giờ rồi cô. Rồi các bạn mở cam lên nè. Môn tiếp theo là môn toán. Yeah, còn một vui nữa. Rồi chúng ta mở cam lên hết nào. Quỳnh Anh ơi. Con chào cô. Con chào cô Hương. Dạ con chào cô Hương. Chào cô. Chào cô Hương. Mở cam đi con. Khánh Trân mở cam nè. Rồi Gia Mỹ Bội Đình mở cam lên con. Các bạn mở cam để thấy cô kiểm tra rồi để mình học nào. Bạn nào chưa có nộp truy bài thì lát nữa mình nộp sau ha. Lát giờ ra chơi mình chụp rồi mình nộp nha con. Rồi Khánh Linh ơi, Hoàng Thịnh mở cam con. Duy Hưng mở cam đây nè.
Gia Mỹ Mai Thảo xong chưa con? Mở cam lên con ơi. Cô Hương vẫn chưa vô nó cô thì con nghe giọng cô Hương đó. Cô ơi rồi. Cô vô rồi. Dạ, giờ cô xíu con. Cô đang có bài tập qua để cô sửa ha. Đợi chút xíu. Ủa, cô không biết tại sao con lại bị 9 điểm. Không cho coi lại đáp án, cho coi con sai chỗ nào. Chưa coi lại. Coi con nghĩ con làm bài tập nguyên. Dạ đúng rồi cô. Để cô coi thử coi. Đợi chút xíu. Không cho con coi cái đáp án con sai đó cô. Rồi để cô coi. Nó còn màu xanh nước biển mà con không thấy lửa gì đó còn. Hoàng Thịnh Gia Mỹ bật cam lên con. Không cho con coi lại hả? Cô nhớ là hôm qua cô để cái chế độ là được xem sau giờ chót rồi mà ta. Hôm qua con cũng bị nè cô, không cho coi luôn đó cô. Cho coi đúng không? Dạ. Xin. Coi cô. Ừ? Ngày hôm qua nó không cho con coi đáp án cô. Ủa cô biết câu 16 làm sao vậy cô? Rồi, mỗi bạn á thì cái thứ tự câu nó khác nhau ha, cho nên là con mà hỏi cô câu 16 á, là cô không biết câu 16 của con là con nào đâu. Cô phải coi thử coi. Ừ. Đạt đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Cô chỉ sửa cho con.